các bạn thính giả thân mến có lẽ trong mỗi chúng ta không ai không trải qua một thời mong muội dại khờ với những rung động đầu đời nhà văn võ đắc danh sẽ kể lại với chúng ta về cái thời khờ dại đó qua một hồi ức đẹp của tuổi thiếu niên trong bút ký rơm rạ dại khờ trước từ tác phẩm hạt bụi ghi mình nhớ đất quê của ông vừa được tái bản tại hoa kỳ xin mời các bạn bắt đầu theo dõi sau đây qua diễn đọc của nghệ sĩ kim phượng hồi ấy chị vân thường rủ tôi ra đồng giữ trâu với chị chị nói đi một mình sợ ma rủ tôi đi cho vui đó là những ngày sau tết lúa đã vô bồ còn lại cánh đồng mênh mông gốc rạ vào những buổi trưa nắng chị vân bảo tôi cột trâu lại còn chị thì tìm đến một cái gò cao lựa một đám gốc rạ còn xanh chị lấy dao cắp một lõm đủ hai người nằm rồi trải dưới đất một lớp rạ khô phần rạ tươi chị phủ lên che nắng khi tôi cột xong mấy con trâu thì chị dân cũng vừa làm xong cái chòi rạ chị nhìn tôi cười mỉm <cười> giống cái túp lều lý tưởng hồn rồi không ai bảo ai chị nằm xuống trước tôi nằm theo sau cạnh chị Thỉnh thoảng Chị lại nhìn sang tôi cười mỉm Tôi cũng cười Rồi cả hai chìm trong giấc ngủ trưa Có hôm tôi thức trước Chị Vân vẫn còn ngủ say Chị nằm thẳng người Hai tay úp lên ngực Hơi thở cứ đều đều Lúc ấy trời đã xế dài những tia nắng dịu dịu trùm lên cánh đồng rạ khô vàng rực mênh mông Chị Vân ngồi bực dậy Lại nhìn tôi cười Rồi lại vỗ lên đầu tôi Nè Ngủ ngon hôn Thằng nhóc Chúng tôi lùa trâu đến một cái đìa lớn giữa đồng Những người bạn một đồng cũng lần lượt lùa trâu đến Tôi đứng dưới cầu thang Múc từng thùng nước truyền lên cho chị Vân Đổ vào thao cho trâu uống Như một thói quen khi đàn trâu uống nước no nê Thì đến lượt con người tắm rửa Cả gái, cả trai Cứ để nguyên quần áo tắm xối xả trên bờ đìa Trong bộ bà ba đen đẫm nước bó sát người Chị dân gánh hai thùng nước Đi tắt đường đồng về nhà Tôi ngồi trên lưng trâu lẫn thững theo sau Đôi gánh quằn dai Chị đi trong bốn chiều thấp thoáng tôi về nhà cơm nước xong thì trời chạm dạng hàng sớm lên đèn trăng rằm tháng giêng cũng lấp lánh ở đầu sông tôi sang nhà chị dân hai chị em đang ngồi dưới cây rơm bắt đầu công việc quấn hai con cuối dài để làm bếp ung su mũi cho bầy trâu quấn xong chị dân đốt lửa tôi lấy nước rưới lên con cuối cho lửa rơm đừng cháy, cho khói bốc lên ngung ngút, từng làn khói trắng cuồn cuộn, mịt mờ phủ lên cả bầy trâu, mùi khói rơm đầu mùa nghe thơm nồng như mùa lúa mới. Chúng tôi lại ngồi tựa dưới chân rơm, bất giác chị dân xoa đầu tôi, chị hỏi tôi mấy tuổi, tôi nói mười lăm. Chị bảo nhỏ hơn chị hai tuổi, sao mà mày khờ quá vậy? Tôi chưa hiểu chị nói gì. Rồi chị kể, thì cùng tuổi với mày, nhưng thằng Tư nó cặp bồ với con Xuân, còn thằng Hoa thì cặp với con Gấm. Mùa nước mặn đuổi năm rồi, chúng nó đi gian lưới. Ban đêm tụi nó ngủ chung xuồng. Con Xuân, con Gấm á cũng lớn hơn tụi nó 2-3 tuổi. Tôi cúi đầu khổ thẹn. Thẹn cho cái phận nghèo hơn là thẹn cho cái sự khờ khảo của mình. Tôi nghĩ chị Vân thương tôi như một đứa em. Một đứa em nghèo khổ mà chỉ cần giúp đỡ. Hồi ấy, tôi luôn mặc cảm với bạn bè trong xóm vì nhà mình nó ít ruộng lại không có trâu. Nhà nông mà không có trâu thì đương nhiên là nhà nghèo. Mấy công ruộng nhà tôi, những công việc có ngoài sức người đều dựa vào đàn trâu của chị dân. Mùa cày mùa trục thì bác năm, ba chị tính tiền công. Đến mùa gặt, cổ lúa, giàu sân cũng tính tiền công. Nhưng trâu đạp lúa thì bác không tính tiền. Nhưng bù lại á, tôi phải giữ trâu trả công cho bác trong một hai tháng trước và sau tết bác năm quy ước với ba mẹ tôi làm vậy nhưng chị á ít khi để tôi giữ trâu một mình ngay cả những ngày trâu đạp lúa bác nói chỉ cho mượn trâu tôi thì tự đánh trâu trên nhã lúa nhưng chị vân lúc nào cũng có mặt thay phiên làm công việc ấy với tôi Ban đêm, khi cho trâu ngừng đạp để bắt bó ra rơm, thay vì đốt đèn bằng sông thì chị dân rủ tôi xuống bờ sông đốt lửa. Chị nói mình chịu tốn công mà khỏi hao dầu. Tôi ôm từng ôm rơm quăng xuống nước. Chị mồi lửa và lấy sào tre đẩy từng đống lửa trôi bồng bềnh, sáng rực một khúc sông. Cứ thế không biết từ mùa lúa nào việc gì tôi cũng làm cùng chị việc gì chị cũng gọi tôi ngay cả những khi ra đồng cổ lúa chị cũng rủ tôi lên chiếc cổ trâu ngồi với chị những buổi tối nướng bánh phòng đãi khách chị cũng gọi tôi sang đốt rơm chị kẹp bánh phòng trao tới trao lui trên ngọn lửa khi dê lúa Chị là người đứng trên dàn dê Chị là bảo tôi đứng cạnh Để truyền từng thúng lúa lên cho chị Cũng chính lần ấy Lần đầu tiên trong đời Tôi phát hiện ra chị Vân Là người con gái đẹp Hôm ấy Chị mặc bộ bà ba màu đen Cái dáng cao cao Chị đứng trên vàng dê lúa Cũng cao cao Từng cơn gió lùa qua Chị nghiêng dành thúng lúa hột tuôn xuống lúa lép bay bay bụi sơm bay bay tà áo chị cũng bay bay ngược theo chiều gió là một cơ thể đẹp những đường nét cong cong của vòng eo vòng ngực căng tròn tôi cứ nhìn ngẩn ngơ mà quên truyền lúa lên cho chị bất giác chị quay xuống dường như bắt gặp ánh mắt của tôi Chị vội đưa tay, níu nhanh giặt áo, mặt đó bừng. Tôi lại cúi đầu hổ thẹn. Tiếp tục truyền lúa lên, mà không dám nhìn chị nữa. Và tôi không ngờ khi mình không còn dại khờ như chị nghĩ, thì đó lại là mùa lúa cuối cùng tôi được gần gũi chị. Mùa sa mưa năm ấy, mẹ tôi đưa tôi ra chợ từ giả rạ rơm để làm gã thư sinh giữa chốn thị thành. Khi tôi biết được tình yêu, thì hình ảnh người con gái trong tôi là chị. Là chị với những giấc ngủ trưa trong chòi rạ giữa đồng. Là chị với đôi thùng nước, chiếc đòn gánh quầm dai đi giữa đồng rạ khô trong bóng chiều thấp thoáng, quần áo ướt mềm bó sát thân người. Là chị ngồi dưới cây rơm cuốn từng con cuối làm bếp ung trâu là chị ngồi đốt rơm sáng bừng cả một khúc sông là chị với những đường nét cong cong ngực căng tròn đứng trên vàng dây lúa nhưng năm sau nghỉ hè tôi về quê thì chị đã đi lấy chồng xa mùa sa mưa cây rơm chỗ tôi với chị hay ngồi quấn con cuối đã rủ một những chiếc nấm rơm bung trắng một vùng tròn hơn ba mươi năm cuộc đời đưa đẩy tôi thành kẻ ly hương mà chưa được một lần gặp chị chắc tóc chị bây giờ cũng lấm đớn như tôi nếu tình cờ đọc được những dòng này chắc chị sẽ cười thầm và mắng thầm trong bụng Hừm, cái thằng quỷ sao hồi xưa mi khờ quá vậy bạn vừa nghe xong bút ký rơm rạ dại khờ trích từ tác phẩm hạt bụi nghi mình nhớ đất quê của nhà văn võ đắc danh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ sau